Chào mừng các em quay trở lại với tiết học online môn địa lý lớp 6. Hôm nay cô cùng các em sẽ tìm hiểu bài 7 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả. Ở trong bài 7 này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các hoạt động như sau. Trước khi đến với nội dung chính của bài 7 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hoạt động khởi động. Thứ hai đó là phần 1, chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Thứ ba là phần 2, hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Và cuối cùng, sau khi tìm hiểu nội dung bài học xong, thì cô và các em sẽ cùng giải quyết phần luyện tập nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về về hoạt động khởi động. Các em đang quan sát một câu tục ngữ đó là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Câu tục ngữ trên đây thì rất gần gũi với người Việt Nam của chúng ta rồi, đúng không nào? Vậy thì câu tục ngữ này, cho các em biết được điều gì? Thì các em hãy lắng nghe, cô sẽ cung cấp cho các em các thông tin như sau. Câu tục ngữ này thể hiện sự biến đổi của thời gian dựa trên kiến thức về khoa học. Trái đất của chúng ta thì luôn chuyển động quanh mặt trời rồi, và còn trục của trái đất thì luôn nghiêng về một phía không đổi, nên lần lượt từng nửa cầu ngã về phía mặt trời, còn nửa cầu kia thì cách xa hơn. Về hiện tượng tháng 5 chưa nằm đã sáng, có nghĩa là gì đây ạ? Có nghĩa là tháng 5 thì sẽ có ngày dài và đêm ngắn. Còn ngày tháng 10 chưa cười đã tối, có nghĩa là tháng 10 thì sẽ có ngày ngắn và đêm dài. Thì hai hiện tượng này nó cũng được lý giải theo quy luật ở trên. Nước ta thì nằm ở bán cầu Bắc. Vào tháng 5 âm lịch thì sẽ nhận được ánh sáng mặt trời. Và đây cũng là thời điểm của mùa hè. Vào mùa này á, thì ngày sẽ dài hơn, còn đêm thì sẽ ngắn hơn. Đến tháng 10 âm lịch thì lúc này nửa cầu Bắc sẽ bị cách xa về phía mặt trời, nên nhận được ít ánh sáng hơn. Và đây cũng là thời điểm của mùa đông, nên là có ngày ngắn, đêm dài. Và cách nói ví von chưa nằm đã tối và chưa cười đã sáng. Ở đây thì nó nhằm là muốn nhấn mạnh về sự dài ngắn khác nhau của thời gian giữa ngày và đêm. Sự biến đổi khoảng thời gian ban đêm vào tháng 5 trôi đi rất nhanh, khiến cho con người ta cảm nhận vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi thôi thì trời đã sáng rồi. Còn sự chuyển biến thời gian ban ngày vào tháng 10 ấy, thì cũng trôi đi rất nhanh, khiến cho con người chúng ta trước kịp vui chơi thì trời đã tối rồi. Và đây thì cũng chính là một trong các hệ quả được sinh ra từ chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Và trong thực tế thì hiện tượng ngày diễn ra như thế nào trên trái đất và còn hệ quả nào khác sinh ra từ chuyển động của trái đất quanh mặt trời hay không? Thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu vào phần nội dung của bài 7. Một, chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Các em đang quan sát hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở nửa cầu Bắc, và các em sẽ trả lời cho cô các câu hỏi như sau. Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh mặt trời của trái đất là hình gì? Thứ hai, hướng chuyển động cùng chiều hay ngược chiều với kim đồng hồ? Thứ ba, thời gian quay hết một vòng quanh mặt trời là bao lâu? Và cuối cùng, các em hãy cùng nhận xét về độ nghiêng của trục trái đất vào các ngày 21 tháng 3, 22 tháng 6, 23 tháng 9 và ngày 22 tháng 12. Đầu tiên thì các em sẽ quan sát vào hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa bán cầu Bắc. Chúng ta sẽ cùng trả lời cho câu hỏi hình dạng quỹ đạo của trái đất chuyển động quanh mặt trời là hình gì?
thì các em sẽ quan sát này. À, cái này thì các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn nhé, dễ bị nhầm lẫn hơn. Rồi các em quan sát này, đây là hình dạng cô đang mô phỏng về sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời này, được chưa nào? Ở giữa đây chính là là ông mặt trời này, ở trái đất của chúng ta đang quay, phải không nào? Vậy thì khi mà nhìn vào hình này á, thì các em có thể nhận thấy rằng này, trái đất của chúng ta đang quay quanh hoặc là gọi là đang chuyển động quanh mặt trời theo một hình, có phải là hình tròn không nào? Theo các em đây có phải là hình tròn không? À đúng rồi, rõ ràng đây không phải là hình tròn, đúng chưa nào? Và hình này người ta gọi là hình elip gần tròn. Và các bạn hãy tưởng tượng này, nó giống như quả trứng gà của mình ấy, đúng chưa nào? Nó không phải là hình tròn mà nó là dạng hình elip, đúng chưa nào? Vậy thì các bạn có thể kết luận được rằng chuyển động của trái đất quanh một mặt trời theo theo hình elip gần tròn, được chưa? Thứ hai là chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi trái đất chuyển động theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Vậy thì bây giờ các em hãy cùng nhau quan sát sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời nhé. Rồi, trái đất đang xuất phát từ vị trí 21 tháng 3 là ngày xuân phân, di chuyển đến ngày hạ chí là ngày 22 tháng 6, tiếp tục đến ngày 23 tháng 9 là, ngày thu phân, và tiếp theo nữa đó là ngày 22 tháng 12 là ngày đồng chí, và cuối cùng nó sẽ trở lại vị trí xuất phát ban đầu, đó là ngày 21 tháng 3. Vậy thì khi mà trái đất quay quanh như vậy các em, đây này các em quan sát này, đang quay này, đúng chưa nào? Vậy thì chiều ở đây chính là theo hướng từ đâu ạ? Có phải là từ trái sang phải không em? Đây, đúng rồi, đây chính là từ bên trái được chưa nào sang bên phải, hay chúng ta còn gọi đó là từ tây sang đông, được chưa nào? Rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ gợi nhớ lại một chút về chuyển động của kim đồng hồ. Thì kim đồng hồ ấy thường thường thì nó sẽ chuyển động theo hướng là từ phải sang trái, được chưa các em? Vậy thì chúng ta sẽ có kết luận như sau. Trái đất của chúng ta chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ từ tây sang đông, và hình dạng chuyển động của trái đất đó là hình elip gần tròn, được chưa nào? Rồi, và sau đây chúng ta sẽ có hai cái kết luận như sau. Một, đó là hình dạng quỹ đạo. Thì ở đây chúng ta sẽ điền vào đó là hình elip gần tròn. Thứ hai là hướng chuyển động. Hướng chuyển động ở đây là hướng từ tây sang đông, hay còn gọi là ngược chiều kim đồng hồ. Câu hỏi thứ ba là thời gian quay hết một vòng. Thì khi mà các bạn đọc trong sách giáo khoa các nội dung ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi này, được chưa nào? Chúng ta sẽ biết được rằng trái đất của chúng ta khi mà chuyển động qua quanh mặt trời á, là 365 ngày và 6 giờ. Vậy thì 365 ngày 6 giờ đó người ta gọi là một năm thiên văn với các em. Vậy thì chúng ta sẽ lấy số nguyên thôi, đó là 365 ngày là một năm dương lịch mà bây giờ chúng ta vẫn áp dụng, được chưa nào? Vậy thì nó còn dư ra là 6 giờ, đúng chưa nào? 6 giờ. Vậy thì cái 6 giờ này á, sau 4 năm gộp lại thì chúng ta sẽ có là 24 giờ. Và 24 giờ này nó lại vừa tròn là bằng một ngày. Vậy thì cứ sau mỗi 4 năm thì chúng ta sẽ có 1 năm là 366 ngày. Và cái ngày 366 đó chính là ngày 29 tháng 2, đúng chưa nào? Và năm nào mà có 366 ngày ấy, thì người ta gọi là năm nhuận, được chưa? Và cái ngày nhuận đó chính là ngày 29 tháng 2. Nếu như mà bạn nào sinh vào ngày 29 tháng 2 ấy, thì chúng ta phải có 4 năm mới có sinh nhật một lần. Rồi, ở đây chúng ta sẽ điền vào thời gian, đó là 365 ngày và 6 giờ.
Tiếp đến là cô và các em sẽ đi vào nhận xét về độ nghiêng, góc nghiêng và hướng của trục trái đất vào các ngày 21 tháng 3, 22 tháng 6, 23 tháng 9 và 22 tháng 12. Rồi các em hãy quan sát cho cô hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Thì trong cái hình này, người ta đã cho mình các tên gọi của các ngày mà chúng ta cần tìm. Đó là gì đây nào? 21 tháng 3 thì gọi là ngày xuân phân này. 22 tháng 6 là ngày hạ chí. 23 tháng 9 là ngày thu phân. Và cuối cùng 22 tháng 12 ở đây là ngày đông chí. Xin được các bạn, ở đây là ngày đông chí. Thì các bạn nhìn vào trục của trái đất. Đây các bạn quan sát này, bốn vị trí này đều có trục của trái đất. Đây các bạn thấy chưa nào? Rồi, các bạn quan sát thì trục của trái đất ở bốn vị trí này là không có sự thay đổi nào hết, được chưa nào? Và nó vẫn nghiêng một góc là 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Đây là nội dung mà cô đã dạy ở bài trước rồi, đúng chưa các em? Vậy thì chúng ta sẽ nhận xét góc nghiêng và hướng nghiêng của trục, đó là trục nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo và nó không bị đổi hướng, được chưa nào? Vậy thì sự chuyển động đó người ta gọi là sự chuyển động tịch tiến. Các em nhớ nhé, sự chuyển động tịch tiến. Và nhờ vậy thì sẽ sinh ra được các hiện tượng mùa này, hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa trên trái đất này, được chưa nào? Và nội dung của phần 1 này thì các em sẽ ghi chú cho cô vào sách, vào vở của mình các nội dung như sau. Một, chuyển động của trái đất quanh mặt trời, các nội dung chính: hướng chuyển động từ tây sang đông, hay còn gọi là ngược chiều kim đồng hồ. Hai là quỹ đạo, đó là hình elip gần tròn. Ba, thời gian quay hết một vòng là 365 ngày và 6 giờ. Chúng ta có thể gọi là xấp xỉ là một năm cũng được. Và cuối cùng, độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trái đất thì không đổi và luôn nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Rồi các em sẽ ghi chú phần này vào vở của mình nhé. Rồi, và các em chú ý này, chính vì có sự chuyển động tịnh tiến này thì đã sinh ra các hiện tượng mùa này, ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa trên trái đất, và đó cũng là hệ quả của chuyển động quanh mặt trời của trái đất đó các em. Vậy thì hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau diễn ra như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần thứ hai. Hai, hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Một, đó là hiện tượng mùa. Cô sẽ cung cấp cho các em về khái niệm về mùa. Thì mùa nó là một phần thời gian của năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Và người ta có thể chia một năm gồm mùa nóng và mùa lạnh, mùa khô và mùa mưa, hoặc là bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Vậy thì để hiểu rõ hơn về các mùa trong năm thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích phần 1 này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích phần 1 này nha. Các em sẽ tiếp tục quan sát cho cô hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Thì các em sẽ trả lời cho cô vào các ngày 22 tháng 6 và
và ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngả về phía mặt trời nhiều hơn? Và ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc là mùa nóng hay là mùa lạnh và vì sao? Rồi, các em quan sát vào hình này. Hình 7.1 này là chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Vậy thì ở đây, ở các câu hỏi này, người ta chỉ nhắc đến 2 ngày thôi. Đó là ngày 22 tháng 6 là ngày hạn chí và ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí, được chưa nào? Đó, chúng ta chỉ quan tâm đến 2 ngày là ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 thôi. Rồi, ở ngày hạ chí 22 tháng 6 này. Ở ngày hạ chí 22 tháng 6 thì các em quan sát lúc này này. Lúc này các tia sáng mặt trời đang chiếu sáng tới trái đất, được chưa nào? Và lúc này thì ở nửa cực Bắc đang ngả về phía mặt trời nhiều hơn. Và lúc này nửa cực Bắc đang nhận được ánh sáng mặt trời là nhiều hơn, đúng chưa nào? Còn ngược lại ở nửa cầu Nam, lúc này nửa cầu Nam không nhận được ánh sáng mặt trời nhiều như là nửa cầu Bắc. Vậy nên là lượng nhiệt của nửa cầu Nam sẽ ít hơn so với nửa cầu Bắc, đúng rồi. Rồi, các em sẽ có những nội dung như sau này. Và lúc này ở nửa cầu Bắc ở đây chúng ta sẽ nhận định luôn đó là mùa nóng này. Rồi. Vì sao lại là mùa nóng? Vì nửa cầu Bắc lúc này đang ngả về phía mặt trời. Và chính vì nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nên là góc chiếu sáng của tia sáng mặt trời lớn. Và vì góc chiếu sáng của tia sáng mặt trời lớn nên nửa cầu Bắc lúc này nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn. Tiếp theo đến nửa cầu Nam, lúc này thì nửa cầu Nam sẽ là mùa lạnh này. Vì nửa cầu Nam không ngả về phía mặt trời và chính vì nó không ngả về phía mặt trời nên góc chiếu sáng của tia sáng mặt trời nhỏ và đương nhiên rồi nó sẽ nhận được ít ánh sáng mặt trời và lượng nhiệt hơn. Rồi, tiếp theo các em hãy quan sát cho cô hình ngày 22 tháng 12. Ở hình ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí. Ở ngày đông chí này thì lúc này á thì tia sáng mặt trời nó lại chiếu sáng vào nửa cầu Nam là nhiều hơn, và lúc này á thì các em quan sát thấy này, nửa cầu Nam đang ngả về hướng của mặt trời. Ở gần hơn và nửa cầu Bắc thì xa hơn, chính xác rồi, đúng chưa nào? Vì chính vì sự ngả về phía mặt trời của nửa cầu Nam gần hơn và xa hơn về phía mặt trời của nửa cầu Bắc thì nó sẽ có các hiện tượng như sau. Lúc này ở nửa cầu Bắc sẽ là mùa lạnh vì nửa cầu Bắc thì sẽ không ngả về phía mặt trời. Tương tự như vậy thì vì không ngả về phía mặt trời nên là góc chiếu sáng của tia sáng mặt trời rất là nhỏ và nhận được ít ánh sáng và lượng nhiệt hơn. Và ngược lại với nửa cầu Bắc thì nửa cầu Nam lúc này sẽ là mùa nóng. Vì lúc này nửa cầu Nam ngả về phía mặt trời này, góc chiếu của các tia sáng mặt trời rất là lớn và nhận được nhiều ánh sáng và lượng nhiệt hơn. Vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau, phải không nào? Đúng rồi, chúng ta vừa quan sát 2 ngày, đó là ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí, còn ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí. Thì sau khi phân tích 2 ngày này về nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, thì chúng ta sẽ rút ra được một nhận xét rằng mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau. Rồi, ở hiện tượng các mùa này thì chúng ta sẽ có một cái bảng ở hai nửa cầu và chúng ta sẽ điền các vị trí vào như sau này.
À, thời gian từ 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 ở đây. Mùa ở đây chính là mùa nóng này. Còn tiếp theo là từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 29 tháng 3 cũng là mùa nóng. Vậy thì cô gộp lại thời gian đó là từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 9 là mùa nóng. Được chưa nào? Và từ 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau á, thì sẽ là mùa lạnh ở nửa cầu Bắc. Được chưa nào? Và khi mà phân chia mùa ở đây ấy, thì người ta sẽ phân chia các mùa như sau này. Từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6. Đây các bạn nhìn này. Vị trí từ 21 tháng 3 này đến ngày 22 tháng 6 ở đây người ta để là mùa xuân này. Từ ngày 22 tháng 6 này đến ngày 23 tháng 9 ở đây là đúng rồi, là mùa hạ này. Và tiếp tục như vậy ở ngày từ 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 ở đây là mùa thu. Và cuối cùng từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 năm sau ở đây là mùa đông. Đó là đối với nửa cầu Bắc. Vậy thì đối với nửa cầu Nam, các mùa này sẽ như thế nào? Các em tiếp tục quan sát. Đối với nửa cầu Nam thì từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 9 là mùa lạnh. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là mùa nóng. Và vị trí các mùa ở đây nó cũng có sự khác nhau này. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 đó sẽ là mùa thu. Từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 sẽ là mùa đông. Từ 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 là mùa xuân. Và cuối cùng, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 năm sau chính là mùa hạ. Vậy thì rõ ràng sau khi mà hoàn thành xong được bảng về thời gian ở các mùa hai bán cầu á, thì các bạn có thể hình dung rõ ràng và so sánh được ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam cùng một thời gian như vậy. Tuy nhiên, ở hai nửa cầu này, sự phân chia các mùa nó hoàn toàn trái ngược nhau, phải không nào? Hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như cô lấy ví dụ này, nếu như 21 tháng 3 đến 23 tháng 6 ở nửa cầu Bắc là mùa nóng, thì lúc này ở mùa ở nửa cầu Nam đang là mùa lạnh, đúng chưa nào? Và mùa ở nửa cầu Bắc được phân chia là mùa xuân và mùa hạ, thì mùa ở nửa cầu Nam lại là mùa thu và mùa đông, đúng chưa nào? Các em chỉ cần nhìn vào bảng thôi là thấy rõ ràng sự đối lập hoàn toàn giữa nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút xíu liên hệ với Việt Nam nhé. Việt Nam của chúng ta thì nằm ở bán cầu Bắc, đúng chưa nào? Và sự phân hóa bốn mùa ở nước ta thì biểu hiện không được rõ rệt lắm. À, cô xin nhắc lại này. À, khi mà Việt Nam chúng ta nằm ở nửa cầu Bắc thì sự phân chia mùa và các mùa xuân hạ thu đông nó sẽ giống như bảng ở đây, được chưa nào? Rồi, tiếp tục này. Tuy nhiên là sự phân hóa bốn mùa ở nước ta thì biểu hiện không có rõ rệt lắm đâu. Ở miền Bắc thì có đủ bốn mùa là xuân hạ thu đông. Tuy nhiên thì mùa xuân và mùa thu nó chỉ mang tính chất là thời kỳ chuyển tiếp rất là ngắn. Và thời tiết ở hai mùa xuân và mùa thu này á, nó không được rõ rệt. Ở mùa xuân thì nó không phải là quá lạnh và ở mùa thu thì cũng không phải là quá nắng nóng gay gắt như là mùa hè. Còn mùa xuân thì không quá lạnh giá buốt như là mùa đông đâu các em. Được chưa nào? Vậy thì người ta gọi mùa xuân và mùa thu ở miền Bắc gọi là những thời kỳ chuyển tiếp. Được chưa nào? Tức là nó sẽ giao nhau giữa các hiện tượng thời tiết, khí hậu của mùa hạ và mùa đông. Được chưa nào? Còn đối với miền Nam của nước ta thì hầu như là nóng quanh năm rồi, đúng chưa nào?
đa số các bạn ở đây á, thì chúng ta đang sống ở miền Nam. Thì chúng ta thấy này, mùa Nam, miền Nam thì quanh năm đều là nóng hết, không có mùa lạnh. Và một năm thì sẽ phân làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô thôi các em nhá, chứ không có mùa nóng và mùa lạnh, mà miền Nam chỉ là mùa mưa và mùa khô. Rồi tiếp theo, sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến hệ quả thứ hai, đó là hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa. Ở phần 2 này á, thì các em sẽ quan sát cho cô vào hình 7.2 và thông tin trong bài. Thì em hãy, một đó là xác định trục trái đất, hay còn gọi là trục Bắc Nam, và đường phân chia sáng tối. Thứ hai đó là các em hãy cho cô biết ở ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào, và thời điểm đó ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay là bán cầu Nam. Câu hỏi thứ ba, ở ngày 22 tháng 12, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào, và tại thời điểm đó thì ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay là bán cầu Nam. Rồi các em sẽ quan sát cho cô vào hình 7.2. Ngày và đêm trên trái đất vào các ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Trước khi phân tích về về cái hình 7.2 này á, thì cô sẽ lưu ý cho các em một số chi tiết ở phần chú giải. Ở phần chú giải này thì người ta đang sử dụng màu để phân chia ngày và đêm. Đêm thì được thể hiện bằng màu xanh lá. Đây các bạn, những khu vực mà có màu xanh lá này chính là ban đêm, và những khu vực có màu vàng là ban ngày. Được chưa nào? Và cái đường ST này các bạn này, ký hiệu ST này chính là đường phân chia sáng tối. Còn trục của trái đất thì các bạn biết rồi phải không nào? Trục của trái đất chính là Bắc Nam. Được chưa nào? Còn trên này có thêm hiện diện một đường nữa, đó là đường ST. Đây. Vậy thì trong chú giải này người ta đã cho mình rồi, ST ở đây là đường phân chia sáng tối. Được chưa nào? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ xác định trục trái đất là trục Bắc Nam thì dễ dàng rồi đúng không em? Rất là dễ để nhận biết. Đây, chúng ta có trục Bắc Nam. Đây chính là trục của trái đất. Rồi, hai hình đều có phải không nào? Tiếp theo là đường phân chia sáng tối. Thì đã gọi là đường phân chia sáng tối thì có nghĩa là nó chính là ranh giới giữa đêm và ngày. Đây. Chính là đường ST đây các em. Đây chính là đường phân chia sáng tối. Ở cả hai hình đều có nha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã xác định được trục và đường phân chia sáng tối rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trả lời hai câu hỏi. Tại ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Và tại thời điểm đó thì ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay là bán cầu Nam? Thì các em sẽ quan sát cho cô ở hình 22 tháng 6 là hình phía bên tay trái của các bạn nhé. Rồi các em quan sát này. Ở hình 22 tháng 6 này, các tia sáng mặt trời đang chiếu vào trên đất. Đúng chưa nào? Đây, những mũi tên này chính là các tia sáng mặt trời. Nó đang chiếu vào trên đất. Và các bạn để ý kỹ một chút sẽ thấy. Tại vị trí chí tuyến Bắc này thì tia sáng mặt trời là chiếu sáng vuông góc. Vì sao chúng ta nhận biết được ạ? Vì ở đây có ký hiệu góc vuông. Đây, các em quan sát này. Đây chính là ký hiệu góc vuông. Đúng chưa nào? Trong toán học nhé. Thì đây chính là ký hiệu góc vuông. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời rằng
Tại ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến là đường chí tuyến bắc. Được chưa nào? Thẳng góc hay còn gọi là vuông góc nữa các em. Và tại thời điểm ngày 22 tháng 6 này á, thì ngày sẽ dài hơn đêm ở bán cầu nào ạ? À, đúng rồi, phải là bán cầu bắc, nơi mà tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường chí tuyến bắc. Được chưa nào? Cô nhắc lại, ngày 22 tháng 6 này, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến, đó là đường chí tuyến bắc. Được chưa nào? Và tại thời điểm đó thì ngày sẽ dài hơn đêm ở bán cầu bắc. Được chưa? Rồi, các em ghi nhớ điều này nhé. Tiếp theo là ngày 22 tháng 12. Cũng tương tự như ngày 22 tháng 6 vậy, thì ngày 22 tháng 12 này á, các tia sáng mặt trời cũng đang chiếu vào trái đất của chúng ta này. Các bạn thấy chưa nào? Và những khu vực mà được chiếu sáng này á, thì người ta gọi đó là ban ngày. Và những khu vực mà không được chiếu sáng này là ban đêm. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát kỹ ở hình 22 tháng 12. Thì các bạn sẽ thấy này, những tia sáng mặt trời nó chiếu xuống trái đất của chúng ta và nó sẽ có góc chiếu sáng là khác nhau nhé. Và tuy nhiên ở đường chí tuyến nam này này các em, thì lúc ở tại vị trí chí tuyến nam này thì tia sáng mặt trời là chiếu thẳng góc, hay còn gọi là chiếu vuông góc với trái đất tại vị trí đường chí tuyến nam. Rồi. Và tại thời điểm đó, lúc này thì ngày dài hơn đêm ở bán cầu nam. Rồi, các em ghi nhớ cho cô hai điều. Một là ở bán cầu bắc á, thì khi mà tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường chí tuyến bắc thì ngày sẽ dài hơn đêm ở bán cầu bắc. Và khi mà tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường chí tuyến nam thì lúc này ngày sẽ dài hơn đêm ở chí tuyến nam. Vậy thì chúng ta có thể rút ra được một cái mẹo nhớ nho nhỏ là gì? Tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với chí tuyến nào thì bán cầu đó có ngày dài hơn đêm. Được chưa các em? Các bạn có thể ghi nhớ như vậy nhé. Tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với đường chí tuyến nào thì bán cầu đó sẽ có ngày dài hơn đêm. Đây, ví dụ rõ ràng. Khi nó chiếu vuông góc với chí tuyến bắc thì lúc này nửa cầu bắc sẽ có ngày dài hơn đêm. Và ngược lại, đúng chưa nào? Rồi, em sẽ lưu ý cho cô hai điểm như vậy nha. Rồi, sau đây thì cô sẽ có một cái bảng này. Các bảng này các em có thể dễ dàng so sánh hơn nha. Ở bảng này thì cô sẽ có là gì đây ạ? Ở địa điểm này, ở đường cầu bắc lúc này sẽ là mùa nóng thì ngày sẽ dài hơn đêm. Và ở đường cầu nam là mùa lạnh thì ngày sẽ ngắn hơn đêm. Đó là đối với ngày 22 tháng 6. Còn đối với ngày 22 tháng 12 thì ở đường cầu bắc lúc này sẽ là mùa lạnh và đường cầu nam sẽ là mùa nóng này. Và so sánh độ dài ngày đêm thì tại vị trí ngày 22 tháng 12 ở nửa cầu bắc sẽ là ngày ngắn đêm dài. Và ở nửa cầu nam lúc này sẽ là ngày dài và đêm ngắn. Vậy thì tiếp tục một lần nữa chúng ta có thể thấy được rằng ở giữa bán cầu bắc và bán cầu nam về các ngày thì các hiện tượng ở đây hoàn toàn trái ngược nhau. Đúng chưa nào? Nếu như ban ngày là ở đường cầu bắc thì lúc đó ở đường cầu nam sẽ là ban đêm với cùng một ngày. Đúng chưa? Ví dụ như chúng ta đang là đất nước Việt Nam đi ha. Đất nước Việt Nam của chúng ta đang là ban ngày. Đúng chưa nào?
Thì một quốc gia nằm ở phía khu vực ban đêm này này các bạn, cô lấy ví dụ như là nước Mỹ đi ha, thì lúc này ở đây sẽ là ban đêm, đó là sự trái ngược nhau, tuy là cùng một thời điểm đó nhưng nó sẽ có sự trái ngược nhau như vậy. Rồi, cuối cùng đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm tìm hiểu về phần luyện tập và vận dụng. Ở phần luyện tập và vận dụng này chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. Dựa vào hình 7.1 và hãy cho biết các mùa xuân, hạ, thu, đông ở bán cầu Bắc kéo dài trong khoảng thời gian nào? Câu hỏi thứ hai. Khi các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì thứ tự mùa ở bán cầu Nam diễn ra như thế nào? Và phần vận dụng là địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Và thời gian mỗi mùa thường kéo dài khoảng mấy tháng? Rồi, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết phần luyện tập và vận dụng này nhé các em. Đầu tiên đó là dựa vào hình 7.1, em hãy cho biết các mùa xuân, hạ, thu, đông ở bán cầu Bắc kéo dài trong khoảng thời gian là bao lâu? Thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại hình 7.1, chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Vậy thì khi mà dựa vào hình 7.1 này á, thì các bạn rõ ràng chúng ta có thể nhìn biết được rằng là các mùa xuân hạ thu đông ở bán cầu Bắc á, thì sẽ kéo dài trong khoảng thời gian nào, đúng chưa nào? Đây các em quan sát này. Đối với mùa xuân thì mùa xuân sẽ kéo dài từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6. Người ta gọi trong khoảng thời gian này là mùa xuân. Từ ngày 22 tháng 6 tới ngày 23 tháng 9 thì trong khoảng này người ta gọi là mùa hạ. Rồi, mùa thu sẽ được bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 và đến ngày 22 tháng 12. Và cuối cùng, mùa đông sẽ là từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 năm sau. Rồi, các em hãy nhớ các nội dung này và chúng ta có thể áp dụng ngay vào nơi mà chúng ta đang ở nhé. Xem là chúng ta có các mùa nó tương tự như vậy hay không. Rồi, câu hỏi thứ hai. Khi các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì thứ tự mùa ở bán cầu Nam diễn ra như thế nào? Đây, các em quan sát này. Tại thời điểm ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 ở nước Bắc lúc này á là mùa xuân thì và ở mùa đây là mùa nóng thì ở nước cầu Nam lúc này là mùa lạnh, được chưa nào? Rồi, tiếp tục nào. Ở ngày 22 tháng 6 tới ngày 23 tháng 9 lúc này nửa cầu Bắc là mùa nóng. Thì ở nước cầu Nam vẫn tiếp tục là mùa lạnh, được chưa? Rồi, tiếp theo, tại ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau, nếu ở nửa cầu Bắc sẽ là mùa lạnh, thì lúc này ở nửa cầu Nam sẽ là, đúng rồi, là mùa nóng. Vậy thì khi mà các mùa xuân hạ thu đông ở nửa cầu Bắc này được xếp thứ tự theo các thời gian như vậy ấy, thì ở bán cầu Nam sẽ diễn ra như thế nào, các bạn quan sát này. Nếu như ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 ở nửa cầu Bắc là mùa xuân thì lúc này ở nửa cầu Nam sẽ là mùa thu. Còn ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 9 ở nửa cầu Bắc là mùa hạ thì lúc này ở nửa cầu Nam sẽ là mùa đông. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12
Ở nửa cầu Bắc là mùa thu thì nửa cầu Nam sẽ là, đúng rồi, là mùa xuân. Và cuối cùng, ngày 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 năm sau, ở nửa cầu Bắc là mùa đông thì nửa cầu Nam sẽ là mùa hạ. Rồi vậy là chúng ta đã giải quyết xong hai câu hỏi ở phần luyện tập rồi. Và sau đây đó là phần vận dụng. Ở địa phương nơi em đang sinh sống, mỗi năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Và thời gian mỗi mùa thường kéo dài khoảng mấy tháng? Vậy thì cái này các em sẽ, từ bài học của mình, các bạn sẽ vận dụng và đưa ra các đáp án khác nhau nhé. Còn đối với riêng cô thì cô sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Vậy nên là nơi mà cô sinh ra và lớn lên á, thì nó sẽ có bốn mùa. Đó là xuân, hạ, thu và đông. Được chưa nào? Và trong đó thì mùa xuân và mùa thu nó mang tính chất là mùa chuyển tiếp. Nên là các cái đặc điểm của khí hậu và thời tiết nó sẽ không có rõ rệt về nhiệt độ này, về lượng mưa này, nó không có được rõ rệt như là mùa hạ và mùa đông. Và thời gian của mỗi mùa thì nó sẽ thường là kéo dài là khoảng 3 tháng em nhé. Thường thường là nó sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Được chưa nào? Chúng ta sẽ có 4 mùa. Đối với nơi cô sinh ra và lớn lên, đó là miền Bắc á, thì sẽ có 4 mùa là xuân, hạ, thu và đông. Và thời gian thì mỗi mùa thường kéo dài khoảng là 3 tháng. Còn hiện tại bây giờ nơi cô đang sinh sống là thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh này á, nước ta chỉ có hai mùa thôi, đó là mùa mưa và mùa khô. Và mỗi mùa thì nó sẽ kéo dài khoảng 6 tháng các em. Được chưa nào? Thì các bạn có thể dễ dàng để mà biết được là nơi địa phương mình đang sinh sống thì sẽ có mấy mùa này và đó là những mùa nào này. Và thời gian mỗi mùa thì thường kéo dài khoảng mấy tháng, phải không em? Và cô hy vọng rằng là sau khi mà học xong bài này á, các bạn, mỗi bạn sẽ tự nhận biết được cho bản thân mình về các mùa trong năm này, được chưa nào? Về nơi mình sống là sẽ có mấy mùa này và thời gian nó diễn ra trong vòng bao lâu nữa nhé. Vậy thì cuối cùng nội dung chính của bài hôm nay, các em có thể ghi chú phần này một cách đầy đủ và chính xác nhất vào trong vở của mình. Một, chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Hình dạng quỹ đạo là hình elip gần tròn. Hướng chuyển động là từ tây sang đông, hay còn gọi là ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian quay hết một vòng là 365 ngày và 6 giờ. Góc nghiêng và hướng của trục là trục nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng. Đó là nội dung của phần 1. Phần 2, hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Đối với một nhỏ hiện tượng mùa thì các em sẽ ghi chú cho cô các nội dung như sau. Mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam trái ngược nhau, đó là một cái khẳng định mà các em phải ghi nhớ nhé. Luôn luôn nó trái ngược nhau. Thời gian ngày 21 tháng 3 đến 22 đến ngày 23 tháng 9 ở nửa cầu Bắc là mùa nóng thì ở nửa cầu Nam lại là mùa lạnh. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau, ở nửa cầu Bắc là mùa lạnh thì ở nửa cầu Nam lúc này là mùa nóng và các mùa nó cũng có sự khác nhau. Đối với nửa cầu Bắc sẽ lần lượt có các mùa như sau theo thứ tự về thời gian cô đã ghi ở trong bảng thì sẽ là xuân, hạ, thu và đông. Tuy nhiên, đối với nửa cầu Nam thì vị trí các mùa nó đã có sự thay đổi như sau. Theo thứ tự thì mùa ở nửa cầu Nam sẽ là thu, đông, xuân và hạ.
Và cuối cùng là phần 2, hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa. Thì ở nửa cầu mùa nóng, ngày sẽ dài hơn đêm. Và ở nửa cầu mùa lạnh thì đêm sẽ dài hơn ngày. Được chưa các em? Rồi các em sẽ ghi chú phần này vào vở của mình. Và sau khi học xong bài này rồi thì cô hy vọng rằng các em sẽ vận dụng được các kiến thức của bài 7 này và sẽ xác định được nơi ở của mình. Đó là nơi ở có những mùa nào này, khoảng thời gian diễn ra trong các mùa là bao lâu, giống như cách mà cô vừa trình bày đối với nơi cô sinh ra, lớn lên và nơi cô đang làm việc hiện tại bây giờ, đó là thành phố Hồ Chí Minh nhé các em. Vậy là bài học hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng các em sẽ thích thú với tiết học ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các em vào các clip sau nhé.